Đây là Phoenix M18R V2.0 và Oulai Beton 3. Hai mẫu đèn pin EDC chủ lực của hai thương hiệu có thể nói là kỳ phùng địch thủ với nhau. Chính vì sinh ra để cạnh tranh với nhau, thế nên là hai cái mẫu đèn này có rất là nhiều điểm chung, chẳng hạn như là giá bán của chúng chênh nhau có 10.000. Oulai Beton 3 có giá bán là 1.490.000, còn Phoenix M18R V2.0 thì có giá bán là 1.480.000. Cấu hình của cả hai cái đèn cũng rất là giống nhau, đều sử dụng pin sạc 16340, có kích thước khá là tương đương, đều có công tắc trên thân, thấu kính TR, LED SDT40 và độ sáng tối đa của cả hai cây đèn đều là 1200 lumen. Bên cạnh đó thì mỗi cây lại có một điểm mạnh riêng và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết cho các bạn về hai cái mẫu đèn này để có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất là có thể chọn mẫu đèn pin nào để mà phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Tất nhiên là bạn có điều kiện thì có thể mua cả hai cây để mà trải nghiệm, còn đây là mình đang đặt trường hợp là chúng ta chỉ được mua một cây thôi và phải chọn cây nào để mà phù hợp nhất. Trước khi đi sâu vào so sánh về các thông số kỹ thuật thì mình muốn nói một chút về các phiên bản khác nhau của những cây đèn pin này. Cái cây Phoenix M18R V2.0 này chỉ có một phiên bản duy nhất mình đang cầm trên tay. Đây là một cái phiên bản nâng cấp toàn diện của Phoenix M18R V1 đã ra mắt cái đây được khá là nhiều năm. Trong khi đó thì Oulai Beton 3 nó có tới hàng chục các phiên bản khác nhau về màu sắc, về chất liệu, chẳng hạn như màu xanh, đỏ, bạc, rồi chất liệu là nhôm, titanium và đồng. Mình thấy cái việc là trang bị rất là nhiều phiên bản cho một mẫu đèn pin nó đã dần trở thành một cái phong cách của Oulai. Kiểu như là họ lười nghĩ ra những mẫu đèn pin mới và thay vào đó là họ tung ra những cái phiên bản gọi là phiên bản hạn chế để hút khách hơn. Thì thật sự là mình không thích cái điều này cho lắm. Còn trong cái bài so sánh này thì mình sẽ sử dụng phiên bản tiêu chuẩn của Oulai Beton 3 để cho nó khách quan. À, ngoài ra cái cây Oulai Beton 3 này có một cái phiên bản rất là đặc biệt, đó là nó đi kèm một cái kết sạc rời. Cái concept thiết kế này rất là giống những cái kiểu tai nghe true wireless. Và thêm một điều nữa là trong cái bài review này mình sẽ tặng các bạn một cái code giảm giá cho cả hai mẫu đèn này, mỗi cây là giảm 10%. Thì mình sẽ để mã giảm giá ở phần mô tả video. Các bạn có thể lên web của bisu.vn và edcezo.com để mà áp cái mã giảm giá này vào để nhận được một cái mức giá tốt nhất cho cả hai mẫu đèn. Tiêu chí đầu tiên mình muốn đánh giá đó là về kích thước. Chính vì là cả hai mẫu đèn này đều dùng pin sạc 16340, thế nên là kích thước của chúng cũng khá là tương đồng với nhau. Cụ thể, Oulai Beton 3 có chiều dài là 63mm, đường kính thân và đường kính đầu đèn là 21mm, trọng lượng cả pin của nó là 53g. Còn Phoenix M18R V2.0 thì dài hơn một chút và nặng hơn một chút. Cụ thể là cái chiều dài của cái này là 67mm, dài hơn Oulai Beton 3 khoảng 4mm. Và được kính thân cũng như là đường kính đầu là 22mm, trọng lượng cả pin của nó là 56g. Thì mình thấy đây là một cái sự khác biệt không quá là lớn. Cả hai cái đèn đều là những cái mẫu đèn pin rất là nhỏ gọn, có thể dễ dàng bỏ túi để mà mang theo mọi lúc mọi nơi sử dụng hàng ngày. Về thiết kế và chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá hai cái này đều có chất lượng hoàn thiện tốt như nhau. Các chi tiết nhỏ đều được gia công rất là tinh xảo. Thân đèn thì làm khá là dày, ren vuông và đều có khả năng chống nước là IP68. Beton 3 thì mang đậm cái phong cách thiết kế của Oulai, nhìn cái đèn nó rất là hiện đại và hâm hố. Thân của nó các bạn có thể thấy là nó có các đường rãnh kiểu các gai khá là lớn để mà giúp tăng ma sát khi cầm nắm. Và đèn thì sử dụng hai tông màu, đó là màu xanh và màu đen, nhìn rất là hợp, rất là hiện đại và tinh tế. Trong khi đó Phoenix M18R V2.0 thì lại mang một cái phong cách thiết kế nó khá là cổ điển, nhưng mà nó lại đem cho chúng ta một cái cảm giác gọi là đơn giản, chắc chắn và rất là trâu bò. Kiểu cái thiết kế của cây này nó kiểu không quá khoa trương, không có nhiều các chi tiết gọi là quá phức tạp. Đèn thì nó có hai tông màu chính là màu đen và cái màu đồng ở đây, cho chúng ta một cái cảm giác gì đấy nó già dặn hơn cái cây này. Cái cây này thì rất là phù hợp với những người gọi là năng động và trẻ tuổi. Cả hai mẫu đèn đều sử dụng hệ thống quang học là thấu kính TIR, thế nên là cái kích thước của đèn nó rất là nhỏ gọn. Nếu mà dùng chóa thì kích thước của cây này ít nhất là phải từng này, còn bên tầng 3 thì nó phải từng này. Cả hai thì đều có clip cài hai chiều, tuy nhiên là mình thấy cái clip cài hai chiều của Oulai Beton 3 nhìn nó kiểu ăn nhập hơn với cây đèn. Và cái clip này thì nó sẽ nằm cố định ở một chỗ, nó không có thể di chuyển được. Các bạn cũng có thể tháo nó ra. Còn của Phoenix M18R V2.0 thì cái clip cài của nó các bạn thấy là nhìn cũng khá là nhỏ gọn, nhưng mà nó không ăn nhập bằng cái cây này. Và nó có thể xoay tự do quanh thân đèn. Cá nhân mình thì mình thích cái kiểu là nó cố định như này hơn, nhìn nó đẹp và nó liền mạch hơn. Cái clip cài của Oulai Beton 3 nó cũng cho phép là cái đèn nó nằm sâu hơn ở trong túi. Còn cái của Phoenix M18R V2.0 thì khi mà đút vào túi nó sẽ hở một cái phần này của đầu đèn. Trong khi Beton 3 các bạn nhìn này, nó chỉ hở một ít cái đầu đèn này thôi. Thì mình đánh giá về clip cài thì Oulai nó làm ngon hơn. Với cái việc là được trang bị clip cài hai chiều, thế nên là cả hai cái mẫu đèn này đều có thể cài lấy mũ lưỡi chai và sử dụng như một cây đèn pin đeo trán khi cần thiết. Cái này thì rất là tiện lợi. Vì là đèn chuyên về mục đích EDC, tức là sử dụng hàng ngày, thế nên là hai cái này đều có khả năng là đứng bằng đuôi, bởi vì đuôi của chúng đều làm rất là phẳng, đứng rất là vững. Kiểu như là nhà mất điện thì chúng ta có thể dựng đứng cái đèn này lên mặt bàn và sau đó là bật hát trần, cũng gọi là đủ ánh sáng cho cả nhà sinh hoạt. Ngoài cái việc là đuôi phẳng có thể dựng đứng trên các mặt phẳng được thì đuôi của cả hai cái này đều được trang bị nam châm và hít rất là chặt lên các bề mặt kim loại. Cái điều này giúp hai cái đèn nó có thể chiếu sáng ở nhiều vị trí, nhiều góc độ khác nhau, rất là phù hợp các bạn dùng trong kiểu nhà xưởng, máy móc, nơi mà có nhiều kim loại và các bạn cần rảnh tay để mà làm việc.
Chúng đều sử dụng chung một kiểu công tắc, đó là đặt một cái công tắc chính ở gần đầu đèn. Cả hai đều là công tắc điện tử. Và Phoenix M18R V2.0, cái công tắc này là bằng kim loại. Còn của Olight Beton 3 thì nó là cao su. Thế nên là về độ bền chắc chắn là cây này sẽ hơn, bởi vì cái công tắc cao su này với những ai sử dụng mà kiểu hay dùng cái đầu móng tay này để bấm vào thì dùng về lâu về dài nó sẽ kiểu bị đứt ra và nước có thể vào bên trong gây hỏng đèn. Còn cái công tắc kim loại này thì các bạn có thể yên tâm là dùng đến hết đời cái đèn nó cũng không thể nào mà hỏng được. Ở giữa công tắc thì sẽ có đèn báo pin, như kiểu của Phoenix M18R V2.0, các bạn ấn công tắc một lần thì nó sẽ hiển thị cái tình trạng pin lên. Bây giờ nó đang nháy màu xanh, tức là pin còn khoảng 70-80%. Còn của Olight Beton 3 thì các bạn bật đèn lên, nó sẽ hiện cái đèn báo pin. Tuy nhiên là cái đèn này làm rất là mờ. Chủ yếu là mình thấy nó sẽ sáng nhất khi mà đèn nó gần hết pin và cái đèn này nó chuyển sang màu đỏ. Còn bây giờ kiểu pin đang đầy, nó hiện màu xanh, nhìn nó khá là lờ mờ, nó không rõ như kiểu cái cây Phoenix này. Phoenix M18R V2.0 nó sẽ có một cái lỗ xỏ dây ở đuôi. Còn của Olight Beton 3 cái đuôi của nó không có lỗ, mà các bạn sẽ phải xỏ dây vào cái phần clip cài này. Thì mình thấy là làm những kiểu của Phoenix nhìn nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Cả hai kiểu đèn đều được tích hợp sẵn cả cổng sạc ở trên thân, thế nên là chúng ta mua về không phải mua thêm một bộ sạc rời nữa. Của Phoenix M18R V2.0 là cổng sạc Type-C được đặt ngay ở phần đầu đèn, nó được đậy bằng một cái nắp cao su rất là kín. Đây, các bạn có thể sạc trực tiếp cho đèn thông qua những cái nguồn như kiểu từ sạc dự phòng hay là sạc điện thoại. Trong khi đó thì Olight Beton 3 nó sử dụng cái công nghệ sạc nam châm rất là đặc trưng của hãng và nó sẽ đi kèm một sợi cáp sạc nam châm như này. Các bạn sẽ kết nối cái sợi cáp sạc với những nguồn như kiểu từ cái cục sạc dự phòng và sau đó hít vào đuôi đèn để sạc cho đèn. Tốc độ sạc của hai cái này cũng khá là nhanh và tương đương nhau. Nếu mà từ khi pin cạn mà các bạn sạc với một cái dòng tiêu chuẩn khoảng 1A thì cái tốc độ sạc của nó khoảng hơn 1 tiếng là nó đã đầy cái viên pin ở bên trong rồi. Cái cổng sạc Type-C của Phoenix M18R V2.0 có ưu điểm là rất là phổ biến, tiện lợi khi mà đại đa số các thiết bị điện tử hiện đại bây giờ thì nó đều sử dụng cái chuẩn cổng sạc này. Thế nên là chúng ta đi chơi xa thì không phải mang theo một sợi cáp sạc nữa mà có thể dùng chung với rất là nhiều thiết bị khác. Và một điểm mình rất là thích ở cái cổng sạc này của Phoenix M18R V2.0 đó là đèn nó có thể hoạt động lấy nguồn từ trực tiếp cái cổng sạc này. Ngay cả khi các bạn tháo pin ra, đây để mình tháo pin ra cho nó trực quan, đèn nó không có pin và các bạn vẫn có thể bật được nó. Tất nhiên là chỉ ở được cái độ sáng trung bình thôi, nhưng mà cái kiểu này nó rất là hữu hiệu. Bởi vì trong các tình huống kiểu sinh tồn ý, với một cái cục pin sạc có dung lượng là 10.000 mAh như này thì các bạn có thể bật cái đèn này trong rất là nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí là vài ngày liên tục. Còn về cái hạn chế thì tất nhiên là cái kiểu nó đậy cổng sạc bằng cái nắp cao su như này thì sau một vài năm sử dụng, cái cao su này nó sẽ bị lão hóa và có thể cần phải thay thế. Nếu mà nó không được đậy chặt thì đèn nó sẽ có khả năng là nó dính bụi bẩn vào đây. Còn về chống nước thì các bạn có thể yên tâm, bởi vì cái cổng sạc này nó chống nước hai lớp, tức là kể cả không đậy cái nắp này thì nó vẫn có khả năng chống nước được, chỉ có điều là sợ bụi bẩn nó chui vào đây thì có thể gây ra những cái hư hỏng không mong muốn thôi. Còn cái thiết kế sạc nam châm của Olight Beton 3 thì nó có ưu điểm là cực kỳ kín, thế nên là cái khả năng chống nước của nó gần như là tuyệt đối. Nó không hề có một cái tiếp xúc hở nào ở bên trong đèn và bên ngoài mà tất cả đều sử dụng qua cái kết nối nam châm. Hơn nữa là cái thao tác sạc thì cực kỳ nhanh và linh hoạt, chẳng hạn như các bạn cắm cố định cái cáp sạc này ở một vị trí nào đấy ở trong nhà, như là cái tủ ở đầu giường đi. Và sau một ngày sử dụng thì đèn nó sẽ hết pin, các bạn về nhà chỉ cần đặt gần lại, nó sẽ tự hít và quá trình sạc sẽ bắt đầu. Các bạn có thể để cái đèn ở đấy, đi ngủ và sáng dậy là sẽ có đầy pin để mà sử dụng, lúc này chỉ cần rút ra một phát là có thể sử dụng được luôn, rất là hay. Nhưng mà có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là đi đâu chúng ta cũng sẽ phải cầm theo một sợi cáp sạc như thế này. Nếu mà chúng ta quên thì gần như là không thể dùng chung với một cái thiết bị nào khác và không có thể nào mà mua ở đâu được hết. Đúng là được cái này thì phải hy sinh cái kia, không có một cái thứ gì gọi là hoàn hảo cả. Ngoài ra, chính vì cái việc là nó sử dụng cái công nghệ sạc nam châm này, thế nên là cái cây Olight Beton 3 nó còn có một cái điểm yếu chí mạng, đó là nó rất là kén pin. Và để hiểu rõ về cái vấn đề này thì chúng ta sẽ so sánh về hai loại pin của hai cây đèn này. Mặc dù như mình bảo cả hai cây đèn này được sử dụng pin sạc 16340, thế nhưng mà nó lại rất là khác nhau, để mình cho các bạn xem. Phoenix M18R V2.0 thì nó sử dụng một cái viên pin 16340 như này. Đây là một cái loại pin 16340 rất là thông dụng, nó chẳng có gì đặc biệt cả, thế nên là cây này có thể dùng pin của rất là nhiều hãng, không chỉ của riêng Phoenix, có thể dùng của Keep Power này, có thể dùng chung của Olight, Nikon hay là các hãng thứ ba, miễn là pin nó có chất lượng tốt. Trong khi đó Olight Beton 3 thì lại đặc biệt kén pin và mình sẽ tháo ra để cho các bạn biết tại sao. Đây là viên pin sạc 16340 của Olight Beton 3. Các bạn nhìn qua thì cũng có vẻ là không có gì đó đặc biệt, nhưng mà mình sẽ so sánh nó với một viên pin thông thường. Và điểm khác biệt là nằm ở cực dương. Cực dương ở cái viên pin này của Olight nó rất là đặc biệt. Cái phần gì ở ngoài này chính là cực âm của pin, nó được kéo từ đây lên. Còn cái phần giữa này là cực dương và nó sẽ có một cái thanh chắn nhựa ở đây. Cái thiết kế này đặc biệt như vậy là để đảm bảo cho đèn nó có thể sử dụng được cái công nghệ sạc nam châm. Cái cây Olight Beton 3 này, nếu mà các bạn lắp một cái viên pin sạc 16310 thông thường vào hoặc là pin dùng một lần CR123A thì chắc chắn là nó sẽ không sáng.
Đấy, không hề hoạt động. Điều này có nghĩa là cái cây Oline Button 3 chỉ có thể sử dụng được cái viên pin sạc này của Oline. Và các bạn muốn mua pin để mà secure trong những cái chuyến đi xa thì phải mua cái loại này. Cũng khá là may là cái viên pin này đã được giảm giá 35% tại EDC Zone, chỉ có 88.000 một viên thôi. Giá của nó thậm chí còn rẻ hơn cả cái loại pin sạc 16340 thông thường này. Còn cái giá bán khi mà chưa giảm là tận 135.000. Nói chung đây cũng là một cái giá bán cũng khá là hợp lý, không đắt hơn pin thường là bao nhiêu. Tuy nhiên là mình vẫn không thích cái sự quá là chuyên biệt của nó, không thể dùng chung được với những đèn khác khi mà trong những cái tình huống khẩn cấp. Và một cái yếu tố nữa để đem ra so sánh mà cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà cân nhắc là nên mua mẫu đèn nào, chính là cái giao diện sử dụng của hai cái đèn. Mặc dù là đều sử dụng công tắc chính ở gần đầu đèn, thế nhưng hai cái cây này có cái giao diện sử dụng nó khác nhau hoàn toàn. Phoenix M18R V2.0 các bạn sẽ nhấn giữ khoảng 0,5 giây để bật đèn. Sau đó là nhấn công tắc một lần để chuyển qua lại giữa các mức sáng. Cái này thì sẽ có tổng cộng là 5 mức sáng. Đây là mức sáng thấp nhất 1 lumen này, 30 lumen, 150, 350, 1200. Và nhấn giữ khoảng 0,5 giây để tắt đèn. Để kích hoạt chế độ nhảy chốt của cái này, các bạn nhấn giữ công tắc khoảng 1,2 giây là nó sẽ nhảy chốt. Ngoài ra đèn còn có khả năng nhớ mức sáng cuối được sử dụng. Ví dụ như mình đã bật đèn ở độ sáng là 350 lumen, tắt đèn đi, bật lên, nó vẫn ở 350 lumen. Còn cách sử dụng của Oline Button 3 nó khác ở chỗ nào? Nếu như Phoenix M18R V2.0 các bạn nhấn giữ công tắc để bật đèn, thì của Oline Button 3 các bạn nhấn công tắc một lần để bật đèn. Và nếu như của Phoenix các bạn bật đèn xong, các bạn nhấn công tắc một lần để chuyển mức sáng, thì cái Oline Button 3 này các bạn nhấn giữ để chuyển mức sáng. Cứ nhấn giữ nó sẽ chuyển qua lại giữa các độ sáng, và đến độ sáng nào mong muốn các bạn sẽ thả tay ra. Ngoài ra, cái điểm thông minh hơn của cái cây Oline Button 3 này ở chỗ là các bạn có thể kích hoạt nhanh được 3 độ sáng. Đầu tiên là cái độ sáng thấp nhất 0,5 lumen. Khi mà đèn đang tắt, các bạn sẽ nhấn giữ công tắc khoảng 0,5 giây là đèn nó sẽ bật ngay ở chế độ 0,5 lumen. Cái này bất kể là các bạn đang dùng đèn ở cái độ sáng nào thì khi tắt đèn đi và nhấn giữ 0,5 giây nó vẫn sẽ kích hoạt ở 0,5 lumen. Đây là cái điều mà Phoenix M18R V2 không làm được. Độ sáng tiếp theo nó có thể kích hoạt đó là chế độ sáng turbo 1200 lumen. Các bạn nhấn nhanh công tắc 2 lần là nó sẽ lên ngay 1200 lumen bất kể là đèn đang tắt đó hay là đang bật ở bất kỳ độ sáng nào. Các bạn nhấn công tắc 2 lần là nó sẽ lên 1200 lumen. Nhấn một lần để về độ sáng ban đầu hoặc là tắt đèn đi. Và như ở Phoenix thì các bạn nhấn giữ khoảng 1,2 giây để kích hoạt nháy chốt. Còn ở Oline Button 3 các bạn sẽ nhấn công tắc cho mình 3 lần để nháy chốt. Rõ ràng là cái giao diện sử dụng của Oline Button 3 nó thông minh hơn, nhưng mà cái giao diện sử dụng của Phoenix M18R V2.0 nó lại dễ sử dụng hơn. Tức là cái cây Phoenix này các bạn đưa cho những người mà chưa từng tiếp xúc với đèn pin siêu sáng bao giờ, kể cả người lớn tuổi, thì họ cũng rất là dễ có thể làm quen được. Còn về nhược điểm thì đó là nó không tiện bằng. Chẳng hạn như là nửa đêm mình dậy và cần đi vệ sinh và cần cái độ sáng khoảng 1 lumen thôi, nhưng mà bật đèn lên nó sẽ nhờ cái chế độ sáng cuối cùng mình sử dụng đó là 350, và muốn về lại 1 lumen thì lại phải chuyển qua lại một vòng như này. Nó khá là bất tiện, và kể cả cái độ sáng cao nhất cũng vậy, các bạn không thể nào kích hoạt nhanh nó được mà phải chuyển qua lại một vòng mới lên được cái độ sáng cao nhất. Trong khi đó những kiểu của Oline Button 3 nửa đêm dậy đi vệ sinh nhấn giữ một phát 0,5 lumen cũng khá là đủ để soi đường. Hoặc là trong những cái tình huống khẩn cấp cần kích hoạt nhanh 1200 lumen thì ấn một phát hai lần như này là lên 1200 lumen. Đó là những cái ưu điểm của Oline Button 3, rất là thông minh, rất là thực dụng. Thế nhưng nó lại khá là khó sử dụng với những người nào mà chưa quen sử dụng đèn pin siêu sáng bao giờ. Kiểu như là chúng ta đưa cái đèn này cho bạn bè mà chưa hướng dẫn cụ thể và cẩn thận thì họ rất là dễ bấm loạn cái chức năng của nó lên, khá là phiền và bất tiện. Cách chia các mức sáng của hai mẫu đèn này cũng rất là khác nhau. Như Phoenix nó sẽ chia làm 5 mức sáng. Độ sáng thấp nhất là 1 lumen này. Đây là 30 lumen, 150, 350 và 1200. Trong khi đó các mức sáng phụ của Oline Button 3 thì chia lại thấp hơn Phoenix. Đây độ sáng thấp nhất của nó chỉ có 0,5 lumen. Độ sáng tiếp theo là 12 lumen, 60 lumen, 300 lumen và độ sáng cao nhất là 1200 lumen. Tức là nó chỉ có 4 mức sáng trong khi cái cây Phoenix này có tận tới 5 mức sáng. Về hệ thống quang học thì cả hai cây đều sử dụng ống kính là TIR, và Phoenix M18R V2.0 nó sử dụng ống LED là Luminous STT40 cho cái độ sáng tối đa là 1200 lumen. Còn Oline Button 3 họ không công bố là LED gì, nhưng mà mình nhìn thì cũng có vẻ là STT40, và cái độ sáng tối đa của nó cũng đạt là 1200 lumen. Tuy nhiên ánh sáng của Oline Button 3 thì có nhiệt màu là 6000 cho tới 7000 Kelvin, tức là ánh sáng của nó rất là trắng và nhiều khi nó có xu hướng là gần sang ngả xanh một chút.
Còn của Phoenix M18R V2.0 thì cái ánh sáng của nó lại có xu hướng là hơi ngả vàng, nhìn khá là đẹp. Thấu kính của Baytron 3 thì được thiết kế sâu hơn, thế nên là ánh sáng của nó cũng gom hơn, chiều xa tốt hơn một chút. Còn của Phoenix M18R V2.0 thì các bạn có thể thấy là thấu kính làm khá là nông, thế nên là cây này nó sẽ cho ánh sáng gọi là tỏa hơn, chiếu rộng hơn. Bên trái là mình sẽ bật Phoenix M18R, còn bên phải sẽ là Olight Baytron 3. Độ sáng cao nhất là 1200 lumen. Đây là M18R. Ánh sáng có thể thấy là tỏa khá là rộng, và đây là Olight Baytron 3. Các bạn có thể thấy ở cái khoảng cách này nó rõ mồn một luôn. Olight Baytron 3 thì ánh sáng của nó rất là tập trung, thế nên là nó chiếu xa khá là tốt. Thông số chiếu xa của cái này là 166m. Còn của Phoenix M18R là 146m. Và ánh sáng tỏa rất là rộng, thế nên là ở khoảng cách xa thì chúng ta sẽ không thấy rõ bằng cái Olight. Sự khác biệt rất là rõ ràng. Đây là Phoenix này. Đây là Olight này. Vì đèn nhỏ nó sẽ bị quá nhiệt rất là nhanh, thế nên là mình phải đợi một lúc mình có thể bật lại được. Bật lại Phoenix này. Đây, ở khoảng cách nó gần hơn như này, các bạn có thể thấy ánh sáng của nó tỏa cực kỳ rộng, và cái nhiệt màu của nó sẽ hơi ngả vàng một chút, nhìn rất là đẹp. Còn đây là cái Olight. Ánh sáng nó tập trung hơn nhiều, cái vùng sáng của nó sẽ nhỏ hơn cái Phoenix, thế nên là chiếu xa tốt hơn. Và vì sử dụng thấu kính TIR, thế nên là cái ánh sáng của cái này nó sẽ trắng hơn. Thực ra thì ở khoảng cách khoảng vài chục mét thì mình thấy hai cái này chiếu sáng được tốt như nhau, nhưng mà mình thích Phoenix hơn bởi vì ánh sáng của nó tỏa khá là rộng, phù hợp nhìn ở tầm khoảng 50m đổ lại, rất là ổn. Bởi vì đây chỉ là một cái đèn NDC cỡ nhỏ thôi, thì dùng tầm đấy là khá ok rồi. Còn với những ai mà thực sự cần cái khả năng chiếu xa thì hãy cân nhắc Olight, nhưng mà các bạn hãy để ý là ánh sáng của nó sẽ hơi bị trắng một chút. Còn ai thích ánh sáng vàng thì có thể chọn Phoenix. Còn bây giờ là sẽ so sánh các độ sáng thấp của hai cây này, sẽ bỏ qua cái độ sáng Moonlight 1 lumen. Đây là 30 lumen của cây Phoenix, dùng ở tầm gần nhìn khá là ổn. Còn đây là 12 lumen của Olight, tuy là có độ sáng thấp hơn, nhưng mà vì cái ánh sáng của nó tập trung hơn, thế nên là các bạn nhìn thấy là nó cũng khá là tương đương nhau. Chỉ có điều là vùng sáng của Phoenix thì nó sẽ rộng hơn thôi. Đây là 150 lumen của Phoenix. Và đây là 60 lumen của Olight. Thực ra thì mình thấy là của cây Phoenix nó nhìn sáng rõ ràng hơn khá là nhiều. Nó bao quát một cái vùng không gian rộng hơn. Còn của Olight thì ánh sáng tập trung, tuy nhiên là cái vùng sáng của nó sẽ không được rộng bằng. Đây là 300 của Olight này. Và đây là 350 của Phoenix. Ôi, thấy rõ luôn này, Olight nhìn nó rõ hơn nhiều, bởi vì chiếu xa tốt hơn. Cái này thì chiếu rộng ở tầm gần tốt hơn, nhưng mà không rõ nét bằng, rất là rõ ràng. Và yếu tố cuối cùng để so sánh về hai cái bộ đèn này chính là cái thời lượng sử dụng của nó. Có thể nói đây là một cái chênh nhau khá là nhiều. Cái cây Olight Baytron 3 này, cái độ sáng tối đa của nó là 1200 lumen. Tuy nhiên là nó hạ sáng rất là nhanh. Cụ thể là sau khoảng 2 phút thì nó đã hạ xuống cái độ sáng khoảng 300 lumen rồi. Thế nên là cái thời gian sáng ở cái độ sáng cao này của nó cũng khá là lâu, được khoảng 83 phút. Trong khi đó Phoenix M18R V2.0 thì nó có khả năng duy trì cái độ sáng cao trong rất là lâu. Sau khoảng 2 phút thì nó vẫn duy trì được ở tầm là khoảng 600 lumen. Thế nên là tổng cái thời gian chiếu sáng của cái này nó lại thấp hơn, nó chỉ được có 28 phút thôi. Còn cái mức sáng cao của hai cái này thì nó cũng chênh nhau. Cụ thể là Baytron 3 cái mức sáng cao của nó chỉ có 300 lumen thôi. Thế nên là cái thời gian chiếu sáng của nó cũng được khoảng hơn 80 phút. Còn cái cây Phoenix M18R V2.0 cái độ sáng cao của nó là 350 lumen. Nó duy trì không đổi, không hạ sáng. Thế nên là tổng cái thời gian chiếu sáng của nó chỉ được có 69 phút thôi. Vì cái sự chênh lệch với mức sáng khá là nhiều như vậy, thế nên là cái thời lượng hoạt động của hai cái này nó chênh nhau như vậy là cũng đúng thôi. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy là nó cũng khá là ổn trong cái phân khúc đèn dùng pin 16340 như này. Ok, vậy là mình vừa hoàn thành cái việc so sánh hai cái mẫu đèn này của Phoenix và Olight. Thì rất là mong nó có thể giúp đỡ các bạn quyết định được là nên chọn cái đèn pin nào phù hợp với nhu cầu của bản thân. Còn cá nhân mình, thực sự mình rất là thích Olight. Cái thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là cá tính và trẻ trung. Sạc 5 châm thì tiện lợi, giao diện sử dụng thông minh. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự thực dụng thì mình lại đánh giá cao cái cây Phoenix này hơn. Bởi vì nếu mà xét về cái độ thực dụng thì cây Phoenix M18R này nó hơn khá là nhiều. Mặc dù các bạn thấy thiết kế của nó gọi là cũng bình thường thôi, không gọi là quá nổi bật, quá cá tính. Nhưng mà giao diện sử dụng của nó thì lại đơn giản này, dễ dùng, ai cũng có thể dùng được. Cổng sạc Type-C thì tiện lợi và phổ biến, đi đâu cũng có thể mượn cắp sạc để mà sạc được. Đèn thì lại không kèn pin. Còn nếu mà sử dụng Olight thì các bạn phải xác định là vào nguyên một cái hệ sinh thái của hãng, chỉ sử dụng pin, chỉ sử dụng linh kiện của hãng thôi.
Nếu các bạn ok với điều đấy thì thực sự Oli Beta 3 vẫn là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Video đến đây cũng khá là dài rồi. Các bạn có ý kiến gì thì có thể comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.